Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp lần sơ rất nhiệm màu. Trong ngày bất kiếp có thiền cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện to như là ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 728 kinh Chư Pháp Tập Yếu quyển 10 phẩm 32 Sinh Thiên. Người nào tu pháp thiện, tâm thanh tịnh chất trực sẽ được sinh lên trời. Đức Mâu Ni dạy thế: Thích Bố Thí ái ngữ, luôn tương ưng tâm từ, hộ niệm các chúng sinh, nhân này là chân thật. Nhờ tâm ý thanh tịnh làm chỗ nương pháp bạch, hưởng diệu lạc cõi trời, thân phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy tối thắng, liên tục không gián đoạn, như đèn sáng trong đời, không đọa vào hiểm nạn. Người nào tâm thanh tịnh như Ma Ni không nhơ, bình đẳng luôn khiêm nhường, được sinh lên cõi trời. Ai khéo điều phục tâm, giữ giới tu thiền định, thanh tịnh như vàng rồng, được sinh lên cõi trời. Đối với loài hữu tình, luôn sinh tâm từ bi, không tạo tội giết hại, được sinh lên cõi trời. Ở đời thân sáng sạch, không nhiễm những tội ác, bỏ hết mọi tổn hại, được sinh lên cõi trời. Thấy cảnh dục như độc, xem vàng ngọc như cỏ, lìa tội lỗi tham dục, được sinh lên cõi trời. Người nào lìa tham dục, tâm không bị cảnh kéo, thoát hiểm nạn lo sợ, được sinh lên cõi trời. Bỏ bà con thân quyến cùng trói buộc lẫn nhau, riêng mình siêng tu tập, được sinh lên cõi trời. Đầy đủ hành thù thắng, an trụ trong tuệ tình, khéo hàng phục tham dục, được sinh lên cõi trời. Ba nghiệp không hủy phạm, thích tu tập thiền định, mọi người đều khen ngợi, được sinh lên cõi trời. Xa lánh tri thức ác, vứt bỏ tên ái độc, không bị nữ sắc buộc, được sinh lên cõi trời. Kéo các dây tham ái như gươm chặt cây khô, an ổn không lo sợ, được sinh lên cõi trời. Xuất trí tuệ bền mạnh, luôn luôn cầu chánh pháp, tu giới thế giới thiền định, được sinh lên cõi trời. Lại nữa các chúng sinh tu tập các hạnh lành, được sinh lên cõi trời. Chư thiên thường cung kính người làm lành sinh thiên, vì trời siêng tu phước là người nương chánh pháp, có năng lực giúp nhau. Vì trời bị đọa lạc sinh vào các cõi khác, ai lìa bỏ nghiệp thiện là đến ba đường ác. Các pháp lành tịch tỉnh là nhân của an vui, cho đến trong giấc mộng không nên bỏ pháp lành. Pháp lành diệt phi pháp, chân thật đuổi hư vọng, chư thiên thắng phiên thiên, trí tuệ phá ngu độn. Pháp lành là thềm cấp, người trí đi lên được, về đến các cõi trời, hưởng hoan lạc thượng diệu. Bảy chi của thân ngữ không làm việc giết trộm, bảy chi này là thềm để đi lên cõi trời. Trang sức bằng tịnh nghiệp, trong sáng thật đáng yêu, giống như đèn sáng chiếu từ tự thân phát ra. Vì vậy người và trời đều lấy giới làm gốc, luôn sinh tâm vui thích, tọa lạc không cùng cực. Các thiên nữ hầu hạ như các sao chầu trăng, chơi đùa ở cõi trời, đều nhờ nhân lành được, sẽ thích theo tâm ý, được rồi không tổn thất, niềm vui luôn tăng trưởng, đều nhờ nhân lành được. Khéo tu hành bố thí, tuy yêu loài hữu tình, tương ứng với tâm từ, được sinh lên cõi trời. Xa lìa tội giết hại, không sát hại chúng sinh, tương ứng với hạnh lành, được sinh lên cõi trời. Chẳng lấy của không cho, lại thích hành bố thí, không tiếc rẻ vật nhỏ, được sinh lên cõi trời. Xa bỏ hạnh tài dục, luôn nương tự chánh pháp, lìa cấu tâm tịch tỉnh, được sinh lên cõi trời. Không tội lỗi uống rượu, ý không sinh mê loạn, không bị người cười chê, được sinh lên cõi trời. Chư thiên hưởng diệu lạc, đừng sinh tâm phóng dật. Hãy cầu vui tịch tỉnh, luôn luôn được an ổn, hưởng dục lạc cõi trời và cung điện tối thắng. Vô thường trong từng niệm, không lâu sẽ chấm dứt. Nếu tu vi cao nhất, nghiệp thiện lại cao hơn, cho đến trời cứu cánh, không pháp lành sao đến. Không nhàm chán cảnh dục, cõi trời thù thắng hơn. Vậy ái càng tăng trưởng, làm sao được tịch tỉnh. Chư thiên vì tham ái, ham dục là không ngừng, bị lửa ái thiêu đốt, làm sao được an vui. Làm lành có ba bậc, ba loại và là ba nhân, ba hữu, ba hiện hành, ba nghiệp, cảm ba quả. Nhờ thích các pháp lành, tu thí nhẫn bất bại, tương ưng hành chân thật, được sinh lên cõi trời. Đủ trang sức thù thắng,
Vòng hoa ngọc an lạc, thọ lạc ở cõi trời đều nhờ nghiệp lành được. Diệu lạc ở cõi trời, thường trung hạ soi khác, ba bậc nhân như thế, theo phước quả hiện ra, tùy hạnh lành tu tập, không mất hai quả báu, hoặc trời hoặc loài người đều được hưởng an lạc. Xưa tu tập phước nghiệp, khéo giữ bảy chi giới, nay sống ở cõi trời, tự hưởng quả an lạc. Có ao hoa sen đẹp, tỏa hương thơm trong mát, trong lầu gác báu đẹp, cùng chư thiên đùa vui. Núi vàng rất thù diệu, đỉnh núi bằng lưu ly, cây báu nhiều hoa trái, cùng chư thiên đùa vui. Rừng kiếp ba thường chịu, cành lá đều xum xuê, có suối mát bao quanh, cùng chư thiên vui đùa. Lại có núi bảy báu, sông suối chảy xung quanh, cát vàng trải dưới đáy, chư thiên cùng vui đùa. Hoa sen xanh thơm dịu, rừng hoa mạn đà la, chim hót tiếng rất hay, chư thiên cùng đùa vui. Lại có nơi thù thắng đều là rừng cây báu, trang nghiêm cung điện báu, chư thiên cùng đùa vui. Năm âm nhạc vi diệu và ca múa rất hay, nghe qua đều thích ý, chư thiên cùng chư thiên đùa vui. Giới là hạt giống lành, sinh ra trái an lạc, tùy tâm mà thọ hưởng, năm dục lạc thường chịu. Tấp chư thiên sáng rực, thù thắng sạch không nhơ, cho đến những diệu lạc đều là do nhân lành. Cùng chư thiên vui đùa, hưởng vô lượng diệu lạc, đây là nhân diệu lạc do nhân này nên có. Lầu gác đẹp tối thắng, trang nghiêm bằng vật báu, nhờ nhân lành từ trước được sống yên nơi đây. Hưởng năm dục lớn lao, không sinh tâm nhiễm trước, do các ba dây trói làm đế tích thiên vương. Người nào tâm chất trực, tu định trừ tán loạn, sinh lên cõi trời này nhờ tự nghiệp chứng được. Tu tập các nghiệp lành, luôn luôn hưởng an lạc, hiểu nhân hạnh từ trước, nay hưởng được quả này. Đời này tu pháp lành, giống như là trồng cây, luôn phát triển sinh tốt, đó là bậc trí tuệ. Sinh bất cứ nơi nào, làm thiện hay bất thiện, tất cả như nhân kia, mà thọ các quả báo. Người nào tu nhân lành, được sinh lên cõi trời, tạo tác nhân bất thiện, sẽ đọa trong địa ngục. Kẻ ngu si tham dục, bỏ pháp lành làm ác, chẳng sợ khi lâm chung sẽ tự tổn hại mình. Nghiệp báo thiện bất thiện phát triển theo từng loại. Kẻ ngu tâm tham dục chưa bao giờ rời bỏ. Tu ba loại nghiệp thiện, quán bảy chi thân ngữ, giải thoát ba thứ độc, được sinh lên cõi trời. Không động tâm trước dục là cũng chẳng ngợi khen, tâm tịch tỉnh lìa nhiễm, được sinh lên cõi trời. Khéo tu tập bố thí, đối trị tâm keo kiệt, vượt khỏi nơi khổ nạn, được sinh lên cõi trời. Không giết hại chúng sinh, luôn sinh tâm bảo bọc, tâm từ bi tịch tỉnh, được sinh lên cõi trời. Chẳng lấy của không cho, với nhiệt tâm như vậy, an trụ chánh tư duy, được sinh lên cõi trời. Không nhiễm bùn tham dục, xem người nữ như mẹ, dùng tệ khéo quan sát, được sinh lên cõi trời. Tự tâm giữ lửa ngục, từ củi lửa phát ra là do nó hư dối, nếu bỏ sinh lên trời. Vì lời nói chẳng thật, không có lại nói có, bởi lời ngụy trong đó, được sinh lên cõi trời. Lìa lời nói hai lưỡi, tâm tự ái kính nhau, không nói lời lý gián, được sinh lên cõi trời. Lời ác như dao gậy, người trí nên tránh xa, luôn nói lời ái ngữ, được sinh lên cõi trời. Khéo giữ bảy chi giới, được sinh lên cõi trời. Người trí nên hiểu rõ đây là lời chư Phật, trang nghiêm bằng pháp thiện, được sinh lên cõi trời. Nếu bỏ nhân hành xưa, sau sẽ phải hối hận. Vườn rừng đẹp cõi trời, dây leo dâng bốn bên, trang sức hương hoa đẹp, chư thiên chơi ở đó. Ai tu các pháp lành sẽ được nhiều diệu lạc, được sinh lên cõi trời, tới quả báo như thế. Lại nữa, các vị trời hưởng ba loại diệu lạc đều theo nghiệp đời trước nên được những quả này. Nhân và quả tương xứng, lại không chịu tu nhân, khéo hiểu rõ nhân quả sẽ hưởng được an vui. Cả năm dục thù thắng, chư thiên lại nắm trước. Kẻ ngu tâm mê muội, chẳng biết sợ sau này, mong dục lạc thường diệu, cầu cảnh giới thù thắng, thích quả không tu nhân, ngu si càng thêm nhiều. Ai thích được quả vui mà không giữ giới tịnh, như người ở trong tối bỏ đèn lại cầu sáng, không hạt giống không trái, vứt đèn sao sáng được, lìa giới không sinh thêm, rời trí chẳng giải thoát. Quả của nhân dục lạc tất cả đều nhiễm ô, hãy sinh tâm quyết định cầu được lạc vô cấu. Người nào bỏ dục lạc
giác hạn sự tìm cầu đã không tâm ái nhiễm, trừ vọng chấp ngã sở. Trong khoảng coi giữa tay, sinh lên trời giả ma, chư thiên tranh nhau đón, thân ta luôn chiếu soi. Nhờ núi tu di chúa trang nghiêm bằng vật báu, từ trong biển rộng lớn nhảy vọt lên hư không. Cây báu lùa gió mát, chim thú nương nhau ở, thiên nữ trong sen hồng lại cùng nhau du thấp. Dòng hoa quý thụ chiều, ca múa vừa lòng người, chư thiên cùng thiên nữ đều cung kính cúng dường. Vòng ánh sáng chiếu khắp eo trong thật đáng yêu, nghe âm năm âm nhạc hay, ngồi duyên sinh hư huyễn. Vô lượng chư thiên chúng đều cùng nhau vui đùa, với nhân xưa đã tạo hưởng ba loại diệu lạc. Tu thế giới đã lâu, chí niệm luôn bền vững, nhờ đầy đủ hạnh ấy được sinh lên cõi trời. Luôn vâng lời Phật dạy, hồi niệm các chúng sinh, an trụ tâm tịch tỉnh được sinh lên cõi trời. Đầy đủ hạnh từ nhẫn, trừ gốc oán sâu xa, luôn sống với tâm từ được sinh lên cõi trời. Người tâm ý tịch tỉnh, không vướng trong ba cõi, nhờ khéo điều phục tâm, được sinh lên cõi trời. Chỉ có lời chân thật, không thích nói hư dối, vứt bỏ lời phi nghĩa, được sinh lên cõi trời. Tỏ ngộ già bệnh chết, sợ lưu chuyển luân hồi, thích niềm vui tịch tỉnh, được sinh lên cõi trời. Ở suối rừng hang cốc, nghĩa địa hay gốc cây, chuyên tu các thiền định, được sinh lên cõi trời. Đầy đủ biện tài giỏi, biết thời mới thuyết pháp, luôn xa trí thức ác, được sinh lên cõi trời. Không dạo chơi ngắm cảnh, ở xóm làng thành ấp, chỉ ở nơi vắng lặng được sinh lên cõi trời. Luôn quán xét thân mình là gốc của bất tịnh, tích tắc chẳng dừng lâu được sinh lên cõi trời. Thông đạt tánh các pháp, pháp trụ và pháp vị, không vướng trong luân hồi được sinh lên cõi trời. Biết như thật các thọ, dẫn sinh sự chấp thủ, không sinh tâm yêu thích được sinh lên cõi trời. Hiểu các pháp như huyễn, như thành càng thác bà, hiểu điều phục tự tâm được sinh lên cõi trời. Cho đến các uẩn sắc, tất cả đều tánh không, chỉ mong cầu niết bàn được sinh lên cõi trời. Đối với người nam nữ, đều tưởng như cha mẹ, xem chúng sinh bình đẳng được sinh lên cõi trời. Bỏ tội ác hai lưỡi, thích nói lời ái ngữ, tâm ý luôn ngay thẳng được sinh lên cõi trời. Sầm bỏ tâm cao ngạo, quán thân như ngói củi, biết đủ luôn khiêm nhường được sinh lên cõi trời. Ngày đêm trong mọi lúc, không sinh tâm lười mỏi, xin tu tập pháp lành được sinh lên cõi trời. Luôn sinh tâm xa lìa, trào cử và hôn trầm, ngủ nghỉ cùng biến trễ, được sinh lên cõi trời. Vì năm căn tán loạn, luôn luôn nắm bắt cảnh, dùng trí khéo phòng hộ, được sinh lên cõi trời. Khéo tu hành bốn nhiếp, hiểu rõ pháp tứ đế, đủ tri kiến rộng lớn, được sinh lên cõi trời. Thấu rõ chân thật về nhân khổ và quả khổ, cùng sự đoạn các khổ được sinh lên cõi trời. Giả sử gặp hiểm nạn, không bỏ các pháp lành, chính vì tâm tịch tỉnh được sinh lên cõi trời. Không thích y phục đẹp, luôn ăn mặc giản dị, theo mạng tịnh khất thực được sinh lên cõi trời. Tâm thích tu thiền định, an tọa như cây khô, khéo tu hành giải thoát được sinh lên cõi trời. Những thức ăn có được ngon ngọt hay thô dở, không sinh tâm vui buồn được sinh lên cõi trời. Ngồi nằm trên mặt đất, xem gốc cây như lầu, tâm tư luôn thư thái, được sinh lên cõi trời. Các căn thường tịch tỉnh, không bị cảnh kéo lôi, bỏ cấu nhiễm tán loạn, được sinh lên cõi trời. Mắt nhìn các cảnh sắc, hiểu tướng chúng đều không, chánh tri kiến như thế, được sinh lên cõi trời. Dù bị chê hay khen, nghe qua tâm chẳng động, không tương ưng phiền não, được sinh lên cõi trời. Hiểu nghiệp thiện bất thiện, nhất định phải chịu quả, nên tu tập phạm hạnh được sinh lên cõi trời. Hãy lìa lỗi tham sân, đã làm chịu quả xấu, luôn tránh xa khổ não được sinh lên cõi trời. Nghĩa lời lớn như thế, chính là nhân an lạc, làm tất cả việc lành được sinh lên cõi trời. Phẩm 33 Diệu Lạc. Định là rừng công đức, lạc tối thượng thanh tịnh, sẽ đưa đến Bồ Đề như trao nghế theo mẹ. Hoa tu tập nhân lạc sẽ trừ được khổ xưa, hay vừa tạo nhân khổ là hoại diệt niềm vui, như mật trộn độc dược, cháo độc lẫn thức ăn. Vì thiện ác lẫn nhau nên không có vị ngon, vui không có từ tham, an lạc chỉ thanh tịnh, hướng đến đạo tịch tịnh, không còn ba tên độc. Lạc này không gì hơn, trước giữa sau đều thiện, hoàn toàn không sân khởi, tâm ái nhiễm thanh dục.
Kẻ ngu tâm tán loạn không hiểu được vô ngã, ở trong cảnh khổ vui luôn mong cầu dục lạc. Người nào lìa dục nhiễm là đoạn nhân luân hồi, do nương tựa nương dựa nghiệp tình đã đến bờ giải thoát. Nhiễm ái chẳng phải vui, tương ưng với tham sân, thoát khỏi lỗi tham sân là được lạc vô cấu. Tuy thọ lạc cõi trời, nhưng không tâm vui thích, khéo mong cầu giải thoát, không vướng vào tham ái. Ai bị lưỡi ái trói, ràng buộc thật chẳng vui, đạt đến nơi bất diệt mới là lạc cứu cánh. Nếu lạc sinh từ dục, chẳng phải lạc người trí, bỏ nhân duyên dục nhiễm mới là lạc tối thượng. Không thích hành tập tỉnh, xa bỏ a la nhã, như thứ nhờ hoa sen, không ăn nên từ bỏ. Chư thiên vì phóng dật không thích hành tịch tỉnh, dưới đáng cầu bóng mát đạo điên chẳng tương học. Ai thích lìa tham ái sẽ thoát khỏi khổ đau, lạc này không gì hơn kẻ ngu không hiểu được. Khéo tu tập thiền định trừ được tâm tán loạn, lìa tham biết hổ thẹn, lạc này không gì hơn. Người trí sống trong rừng luôn tư duy tịch tỉnh, lìa được tâm tham dục, vui chư thiên khó bằng. Tất cả năm dục lạc rốt ráo chẳng lâu dài, đâu không sinh tham đắm vui này là hơn hết. Ai sống trong đồng vắng được an ổn tối thượng, tất cả nhân đau khổ tham chính là cội gốc. Vì bị tham che lấp, ham uống ăn y phục, người này không khả năng an toàn trong rừng núi. Luôn dùng trí quan sát, nương sống cạnh gió lạnh, thích ở trong rừng núi, tu nhẫn hành không tham. Người nào tâm tịch tỉnh, không sinh ra tán loạn, thích ở trong rừng núi, sẽ lìa tâm tham nhiễm. Người nào bỏ hành si, không tội lỗi ba cõi, thích ở trong rừng núi, đạt tịch tỉnh tối thượng. Chính vì tâm tịch tỉnh, nó không có mong cầu, thích ở trong rừng núi, tu tập các thiền định. Không sinh tâm yêu thích thành phố hay xóm làng, thích sống nơi yên tĩnh, dừng tâm mà an toàn. Người nào tà tư duy, bị tham dục vây quanh, không thích sống trong rừng, làm sao hết các lỗi. Ai sống nơi huyên náo sẽ sinh tâm tán loạn, vì vậy hãy xa lìa được mọi người khen ngợi. Nên biết sống trong rừng là niềm vui thanh tịnh, bỏ ô trược thanh sân, người trí luôn gần gũi. Ai sống trong rừng núi các căn thường thư thái, dù thiên chủ đế thích cũng không sao vui bằng. Thường tu tập thiền định an trụ pháp thanh tịnh, chư thiên cõi dạ ma ham lạc không tu được. Ai đắm năm dục lạc luôn sinh dưỡng đau khổ, bị si ái che lấp vui ấy có gì lâu. Thường cầu tài pháp thiện, không tạo ba hành ác. Phải biết người như thế si ái không thể buộc, luôn sinh tâm gìn giữ những pháp thiện đã tu, thương yêu các chúng sinh khiến đến nơi an ổn. Nếu sinh tâm tán loạn, pháp thiện không hiển hiện, đã không có nhân lành về sau sao được vui. Người trí thường quan sát chúng sinh ở thế gian đều khổ không vô thường, nên không sinh tham đắm. Thích hành pháp tịch tỉnh, dốc cầu trí tuệ Phật, luôn nói lời chân thật chấm dứt tất cả khổ, sẽ liền một pháp tham và hai thứ vui khổ, hiểu tội lỗi ba đời, người này được an lạc. Quả vui từ nhân sinh, đã sinh phải có gì, nhân an lạc hữu lậu, không tu chẳng tăng trưởng. Không tham đắm dục lạc là người lìa tâm tham, khéo vượt biển ba cõi để đến bờ niết bàn, là an lạc hữu lậu, chấp tắc chẳng ngừng lâu. Vì vậy hãy xa lìa còn niềm vui bất động, không nhàm chán cổ não, chẳng tham ái dục lạc, không bám víu cả hai để đến đạo Bồ Đề. Kẻ ngu tham dục lạc không phương pháp thoát ra, như tìm sữa trong cát cuối cùng chẳng thể được. Ngu si tâm tán loạn, suy nghĩ trăm ngàn điều, luôn tạo các nhân ác, chẳng có chút pháp thiện. Người nào cầu diệu lạc luôn nương tựa chánh pháp, ưa làm việc phi pháp sẽ chịu những khổ não, tự tạo các nhân khổ làm sao thấy được vui. Vui khổ đều theo nhân, biết rồi hãy tu thiện. Thế lạc phi tịch tỉnh, sức vô thường rộng lớn, bị tham ái nhiễm ô, như độc lẫn thức ăn. Người tốt nương diệu lạc đạt đến nơi bất diệt, bỏ ái trừ phiền não, không có tâm thương ghét. Vui sinh từ nữ sắc, đây nói là khổ đau, là giống độc ác, sẽ đọa trong đường ác. Nếu vui sau chịu khổ, có gì gọi là vui, phàm phu không hiểu rõ, tự chịu quả báo thôi. Thụ hưởng những dục lạc theo thời gian thay đổi, như mặt trời di chuyển, ánh sáng cũng mất theo. Người nào tâm không chuyển, theo khổ vui thường tình,
không sợ cũng chẳng yêu là người đầy độ trí, hưởng phước nghiệp xưa tạo, không tu hành làm mới, niềm vui sẽ giảm dần, lo sợ tới gần bên. Lại nữa, những chư thiên hưởng an lạc thường chịu, lạc ấy chẳng bền lâu, bị vô thường hủy hoại. Nếu không hiểu lạc ấy, như bọt huyễn trong nước, cứ thế mà thâm đắm, vui của thân cũng hoại. Sợ hãi lớn ở đời, không cách nào tránh khỏi, sức ma chết rất mạnh, đi rồi không trở lại. Thọ mạng và dục lạc tất cả đều tan hoại, bị gia nghiệp trói buộc, dắt đến con đường ác. Quá khứ hưởng dục lạc, nhiều không thể nói hết, có sao kẻ ngu si không sinh tâm nhàm chán. An lạc hưởng hiện tại, ái độc lẫn với nhau, chứng hữu vi vô thường, tất cả đều thoái đoạn. Dục lạc trong ba cõi người trí chẳng yêu thích, làm sao làm chư thiên mê muội, làm sao liền nhiệt não. Thời gian chẳng còn mãi, mau chóng như ánh chớp, chư thiên tham dục lạc như thêm củi vào lửa, tất cả lạc phải qua, hãy tu tập phát thiện, đừng để lúc lâm chung sao sinh tâm hối lo hối. Ở trong trăm ngàn đời, tỏ hưởng những dục lạc, kẻ ngu nào sống lâu, lạc ấy, lạc đi đâu? Kẻ ngu thích không chán, như ném củi vào lửa, vì vậy hãy xa bỏ, lạc ấy chẳng rút ráo. Biết tội lỗi năm dục, hãy xa bỏ khác ái, tu thiền trừ tán loạn, lạc này thanh tịnh nhất. Người nào tham đắm dục, dục ấy chẳng phải vui, nhân sinh ra luân hồi, như độc lẫn trong mộc. Vì thế với năm dục, không sinh tâm yêu thích, lạc ấy chẳng tịch tỉnh, hãy cầu lạc rốt ráo, khéo điều phục các căn, không bị cảnh gây hại. Người đầy đủ trí tuệ, tâm không chuyển theo cảnh, kẻ ngu không trí tuệ, cho khổ là an vui, sinh mê vọng điên đảo, dông đuổi trong năm đường. Người trí luôn khen ngợi, lại lạc tịch tỉnh tối thượng, người nào ham dục lạc chẳng sợ hiểm nạn sau. Những khổ não vị lai, hãy dùng trí đối trị, do tội sinh ra khổ, không làm chẳng lỗi lầm. Phẩm 34 Thiện Trí Thức. Mình người hỗ trợ nhau, cùng tránh xa pháp ác, cứu giúp lúc hoạn nạn, gọi là tri thức thiện. Luôn nói lời lợi ích để mình người an vui, ai thích làm việc ác thật chẳng phải bạn lành. Ai gần tri thức ác sẽ sinh những khổ đau, nương tựa bậc hiền thiện vĩnh viễn lìa lo sợ. Hai hành động thường làm, nhiệm ô vật thanh tịnh giữa hai người bạn ấy. Người trí khéo chọn lựa, hãy xa lìa việc ác, chuyên tu các việc lành, đã không có nhân khổ, chỉ được phần an lạc. Ai gần tri thức thiện được khen ngợi cúng dường, gần gũi kẻ bất thiện sẽ đọa trong hiểm nạn. Xa bỏ tâm ngã mạn, lo sợ tất cả tội, khéo nhổ các gốc tội, trừ lỗi lầm tham sân. Giữ vững những nghiệp lành, quay lưng giới tội ác, tăng trưởng hạnh công đức, không sinh tâm biếu nhác, đầy đủ chánh tri kiến, tâm an vững bất động, dùng mạnh tâm dịu dàng, gọi là người bạn lành. Phải biết người như thế thật hiếm có trong đời. Đầy đủ người đầy đủ trí tuệ hay gần gũi học hỏi, ai xa tri thức ác sẽ được danh tiếng thơm. Hãy hiểu rõ như vậy, hãy nương cầu giải thoát. Người nào ỷ dòng họ giàu có thân xinh đẹp, như voi xoay buông tẩu, không sợ hầm hố sâu, tâm ý luôn cao ngạo, các căn thường tán loạn. Phải biết người như thế bị người đời khinh rẻ, không sợ quả khổ sâu, nhắm mắt với tội ác, nhân trước chẳng đổi được, vì sao tự khinh hủy. Tuy đầy đủ phước nghiệp, không tu tập hạnh lành, kẻ ngu phu không trí, trôi nổi trong biển khổ. Dòng họ và tài sản cùng tất cả dục lạc, hết thảy đều vô thường, không thể nào giữ được. Ai đầy đủ trí sáng, giữ gìn các giới tịnh, cầu sinh dòng tộc quý, đó là khéo an trụ. Phải biết pháp giới tịnh như ao sâu trong mát, trừ nóng bức phiền não, tâm ý luôn thư thái. Đầy đủ hạnh thù thắng là chân thật giàu có, với dòng họ tôn quý không sinh tâm xa bỏ, luôn gần gũi người trí, chẳng sinh dòng hèn hạ, siêu tu tập phước tuệ, sống trong dòng tộc quý. Phẩm 35 Vua cai trị nước. Nếu vô hành chánh pháp, các quan phải trong sạch, khéo điều phục các căn, được chư thiên bảo hộ, thường hành hạnh an nhẫn, ái ngữ không ưa giận, vua ấy ở trong đời muôn dân đều cung phụng. Theo mùa thu thế má, tòa hưởng theo chánh pháp, vua ấy không tâm tham, làm thiên chủ dạ ma, trong sạch không bề đảng, không tâm tưởng oán thân,
nhà vua tâm bình đẳng sẽ là bậc thiên chủ, vật tiên vương cho người không tìm cách đoạt lại, chẳng gây hại hữu tình sẽ làm bậc thiên chủ. Cần hành thí giới tu, luôn nói lời chân thật, xem chúng sinh bình đẳng sẽ làm bậc thiên chủ. Hãy thích bậc hiền thiện, đuổi bỏ những kẻ ác, giữ gìn pháp chân chánh sẽ làm bậc thiên chủ. Thích thân cận trung thành, không tham đắm nữ sắc, tâm lìa cấu tịch tịnh sẽ làm bậc thiên chủ. Chẳng nghe lời dục nịnh, thích thâu nhận lời ngay, như vị ngon cam lồ sẽ làm bậc thiên chủ. Luôn thích nghe chánh pháp, chẳng ham vật để chơi, giải thoát cấu tham dục sẽ làm bậc thiên chủ. Luôn phát sinh chánh kiến, không nương giữa tà giáo, tâm thanh tịnh không động sẽ làm bậc thiên chủ. Tưởng ứng cùng giới tuệ, dùng mạnh thích bố thí, được muôn dân khen ngợi sẽ làm bậc thiên chủ. Luôn dùng lời dịu dàng, thương nhớ đến muôn loài, vì sống với chân thật sẽ làm bậc thiên chủ. Không sợ của tăng giảm, cũng chẳng hề kêu kiết, tâm ý như tu di sẽ làm bậc thiên chủ. Có nước khác xâm lấn, biết dùng mạnh khiếp nhược, dùng quyền trí hòa bình sẽ làm bậc thiên chủ. Ở trong ba cõi này, Tam Bảo là bậc nhất, hãy dùng sức xiển dương sẽ làm bậc thiên chủ. Theo thời mà truyền lệnh lợi lạc cho chúng sinh, khiến lìa các hiểm nạn sẽ làm bậc thiên chủ. Lìa tội ác dục nhiễm, không ham thích ngủ nhiều, luôn tương ưng với trí sẽ làm bậc thiên chủ. Tâm bền vững tinh tấn, chưa bao giờ lười mỏi, vượt dòng thác ba cõi sẽ làm bậc thiên chủ. Những sự nghiệp đã tạo, xét kỹ không lầm lẫn, thương yêu các quần thần sẽ làm bậc thiên chủ. Miệng không nói lời ác, cũng chẳng thích kẻ ác, chỉ nhân từ hòa nhã sẽ làm bậc thiên chủ. Không tạo các tội ác, chẳng vọng sinh lo buồn, tâm lìa các cấu nhiễm sẽ làm bậc thiên chủ. Suy xét quyết định đúng, sau đó hãy làm theo, thực hành như chánh pháp sẽ làm bậc thiên chủ. Không ham thích ăn uống, luôn thích pháp chân chánh, được khinh an thanh tịnh sẽ là bậc trí trong trí. Nhờ hiểu rõ chánh pháp, thương nuôi nấng dân chúng, vua ấy đủ phước tuệ, trời đồng thường bảo hộ. Luân hồi rất lâu xa, như mối tơ không dứt, ai thấu hiểu chánh pháp, khéo vượt qua luân hồi. Như lời Như Lai dạy, mười thiện pháp chân thật, vô ái siêng thực hành, nêu chánh pháp trị tâm, thông đạt pháp duyên sinh, phước nghiệp phi phước nghiệp, thấy sắc lìa tham dục, sinh tâm đại giác ngộ. Đem những vật thượng diệu cúng dường Đức Như Lai, vì thế được trời người càng luôn luôn cung kính. Tâm thanh tịnh không nhiễm, chỉ sống với hậu phi, sau đời việc tà bậy biết đủ không lo buồn. Phàm phu bị cảnh kéo, người trí tâm không nhơ, hãy luôn tu hành chánh, siêng gìn giữ giới tịnh. Lánh xa người hủy giới, gần gũi bậc hiền thiện, trụ chánh kiến tư duy, luôn vô giới pháp lạc. Dùng chánh pháp trị nước, giúp đại thần buông dông, vô ấy ở trong đời chẳng khác gì chư thiên. Nhờ vua tu đức tịnh, quan thần nương chánh hạnh, dân chúng đều thanh tịnh như trăng sáng trời thu. Hiểu rõ tướng nhân quả, sẽ không đánh chiếm nhau, mọi nơi đều tốt đẹp, mình người được an ổn. Phẩm 36 khen ngợi công đức. Quy y chánh biến tri là từ phụ thế gian, các đức dây ba cõi sẽ lên đường đại giác. Quy y mắt trí tịnh, phá trừ mọi nghi ám, đánh bại những luận biện khiến trụ trong chánh kiến. Quy y ruộng phước lành, nuôi lớn các quả lành, lìa tội ác ba độc, lìa nhơ được thanh tịnh. Quy y tuệ tối thượng, trụ trong tam ma địa, dùng pháp bảo tối thắng mở bày cho chúng sinh. Khen ngợi Phật Thế Tôn, tướng tốt đủ công đức, khiến những người thấy được tâm thanh tịnh vui mừng. Người đạo ý thanh tịnh luôn kính lễ chư Phật, được an lành tối thượng, lìa tất cả lo sợ. Người đạo ý thanh tịnh, khéo giảng pháp thanh tịnh, sẽ đạt quả bồ đề, được an ổn rốt ráo. Người đạo ý thanh tịnh, luôn suy nghĩ chân chánh, chèo con thuyền trí tuệ, quay đến bờ giải thoát. Mắt trí rất thanh tịnh, nhìn thấu nơi u tối, mình người tình vô tình, tất cả đều không sót. Lìa tội lỗi tham sân, không sinh tâm tối đục, như lưu ly sáng sạch, trong ngoài không vết nhơ. Hết thảy hàng ngoại đạo, không thấy ánh sáng trí, hãy dùng lời chân thật, phương tiện mà chỉ dạy. Chúng sinh rất buông lung, chỉ Phật mới cứu độ, khi đến bờ giải thoát là trường phô tối thượng. Phật ở trong thế gian, bậc cứu độ đệ nhất. Người chưa an được an,
kẻ chưa độ được độ, từ vô thủy luân hồi bị vô minh che lấp, đương lời Phật đoạn trừ như mặt trời trừ tối. Luôn suy nghĩ lời này, người trí mới vượt qua, đạt đến nơi bất diệt được tịch tịnh tối thượng. Dùng pháp trí vô tận làm ánh sáng rộng lớn, công đức khó lường được tối thắm trong chư thánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chánh Pháp, Kinh Chư Pháp Tập Yếu, quyển 10 hết.